theo khoản 1 điều 27 Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân được tự mình hoặc thông qua người đại diện để thực hiện giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật. Do thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một thủ tục dân sự nên người chấp hành án hoàn toàn có thể tự mình thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần đến thủ tục công chứng thì việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở công chứng. Cụ thể, khoản 2 điều 44 Luật Công chứng 2014 quy định việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng. Trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại, đang bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác mà không thể tới trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng. Do người đang chấp hành án phạt tù không thể tới trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng nên việc công chứng có thể được thực hiện tại trại giam nơi người đó chấp hành án. Để thực hiện công việc, cơ quan thực hiện công chứng cần gửi văn bản tới ban quản lý trại giam nêu rõ việc tiếp nhận và thực hiện yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà một trong các bên tham gia giao dịch là người đang chấp hành án tại trại giam, đồng thời đề nghị được gặp gỡ người đó để thực hiện công chứng.